Trong bóng đá, sức mạnh không chỉ mưu thế hoàn toàn, mà cần hơn nữa là sự kết hợp với những kỹ thuật tinh tế và mềm dẻo. Nhờ những tuyệt chiêu cực đỉnh ấy, fan thúc cầu thế giới được mãn nhãn với những pha kiến tạo, ghi bàn không thể tuyệt vời hơn. Sau đây, cùng chúng tôi điểm qua 5 kỹ thuật bị thất truyền trong bóng đá. Đánh gót thần sầu. Những pha đánh gót luôn mang lại những siêu phẩm có giá trị nghệ thuật đặc biệt, khiến cho nhiều fan bóng đá phải mắt tròn mắt dẹt mỗi khi chứng kiến. Làng túc cầu thế giới từ trước tới nay có không ít những pha đánh gót thần sầu đến từ các ngôi sao sân cỏ. Ấn tượng nhất có lẽ là cú đánh gót điệu nghệ của Thierry Henry trong trận Arsenal gặp Charlton. Ở tình huống này, dù Jonathan Fortune đã bám rất sát, nhưng mà chân sút người Pháp này vẫn kịp thực hiện bàn thắng bằng cú đánh gót không thể tuyệt vời hơn. Ibrahimovic cũng chứng tỏ kỹ thuật siêu đẳng cùng cảm giác bóng tuyệt vời khi thực hiện cú đánh gót kiểu Taekwondo trong trận gặp Bastia hồi 2013. Ngôi sao người Thụy Điển đã khiến cho toàn bộ hàng thủ Bastia đứng như trời trồng, chứng kiến mảnh lưới rung lên trong vô vọng. Cristiano Ronaldo cũng không ít lần khiến các cổ động viên nức lòng với những tuyệt phẩm, đặc biệt là những pha giật gót khó tin. Phải kể đến như pha giật gót vào lưới Hungary ở lượt cuối bảng F Euro 2016. Hay trong năm 2011, tại trận đấu với Malaga tại La Liga, Ronaldo đã có pha bay người đánh gót trên không trung ghi bàn cho Real Madrid. Bàn thắng này thực sự ấn tượng và đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Ngoài ra, những cái tên như là Sneijder, Jamie Vardy, Suarez, Firmino, Chicharito cũng có những siêu phẩm đánh gót tung lưới đối phương đầy ấn tượng. Rabona. Hiểu đơn giản thì Rabona là một cú đá chéo chân ra sau vô cùng điệu nghệ. Kỹ thuật này tương đối khó, nhiều cầu thủ đã thực hiện nhưng không phải ai cũng thành công. Một trong những cầu thủ hay sử dụng Rabona nhất và hiệu quả cực cao chính là Di Maria. Trong sự nghiệp của mình, Di Maria đã nhiều lần tung ra những cú Rabona xuất sắc và đây là một vũ khí lợi hại của anh. Các hậu vệ luôn rất bất ngờ khi mà đối phương vắt chân ra phía sau để thực hiện động tác và đó chính là yếu tố giúp Rabona của Di Maria khi đã thuần thục sẽ cực kỳ hiệu quả. Thậm chí, Di Maria đã từng ghi bàn bằng cú Rabona. Những cầu thủ khác như là Pablo Aimar, tiền vệ tấn công người Argentina khoác áo Valencia, David Dunn của Blackburn Rovers, rồi ngôi sao của Chelsea Eden Hazard đều để lại dấu ấn mạnh mẽ trên sân cỏ với những cú biểu diễn Rabona tuyệt đẹp. Thi thoảng khán giả cũng thấy Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic thực hiện Rabona đẹp mắt. Tuyệt kỹ Trivela. Trivela là những cú vẫy má ngoài để tạo quỹ đạo đường cong cho các pha chuyền bóng hoặc là những cú sút. Không nhiều cầu thủ sử dụng thuần thục tuyệt chiêu này. Phải kể đến đầu tiên là Ricardo Quaresma. Cầu thủ chạy cánh 39 tuổi này được đánh giá là một trong những cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện nhất trên thế giới hiện nay. Bản thân thuật ngữ Trivela thường được gắn với Quaresma vì anh ấy là một bậc thầy về nghệ thuật sút bóng bằng má ngoài. Anh được biết đến rộng rãi với việc sử dụng kỹ thuật sử dụng chân ngoài để chuyền bóng, ghi những bàn thắng tuyệt đẹp và thậm chí là thực hiện những pha lập công từ các góc độ khác nhau. Một chuyên gia chuyền bóng bằng Trivela khác của bóng đá thế giới là nhạc trưởng tiền vệ người Croatia Luka Modric. Ngôi sao của Real Madrid được đánh giá là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhờ những thành tích vô cùng to lớn, anh được xem là một trong những chuyên gia sử dụng kỹ nghệ Trivela đỉnh cao. Modric được biết đến với việc phân phối bóng trên sân cho đồng đội ở bất kỳ vị trí nào với những cú vẫy má ngoài chính xác. Gần đây nhất, anh đã có một pha kiến tạo Trivela đẳng cấp thế giới cho bàn thắng của Rodrigo vào lưới Chelsea tại Champions League hồi tháng 4 năm 2022. Tân bóng qua đầu. Việc thực hiện động tác kỹ thuật này cũng không quá khó, nhưng đòi hỏi người thực hiện phải có được sự tinh tế của đôi chân trong pha chạm bóng cũng như là cảm giác khả năng hình dung quỹ đạo bóng tốt. Trong trận chung kết của Copa America 2021, Di Maria đã có một cú tân bóng qua đầu hay còn gọi là lốp bóng cực kỳ điệu nghệ để mà đưa bóng vào lưới Brazil. Đây cũng là bàn thắng giúp cho Argentina lấy ngôi vô địch. Làng túc cầu cũng có những cầu thủ có những cú lốp bóng mãn nhãn như Lionel Messi, Beckham, Dennis Bergkamp, Xabi Alonso, Ronaldinho, Francesco Totti. Tuyệt chiêu tân bóng qua đầu đã cống hiến cho khán giả những bàn thắng đậm chất nghệ sĩ của các chàng trai quần đùi áo số, cũng minh chứng cho sự điêu luyện và tinh tế của các cầu thủ. Con mắt thứ ba.
tuyệt chiêu, còn mắt thứ ba chính là tuyệt chiêu truyền bóng không cần nhìn, vô cùng quen thuộc trong làng bóng đá. Khán giả túc cầu cũng đã từng được chiêm ngưỡng không ít những pha truyền bóng siêu đỉnh ấy. Ronaldo cũng từng có tình huống truyền bóng không cần nhìn gây chú ý trong trận Bồ Đào Nha với Đức tại lượt trận thứ hai bảng F vòng chung kết Euro 2020. Trong một pha phản công nhanh của Bồ Đào Nha, bóng tới chân Ronaldo. Dù bị trung vệ Antonio Rudiger theo người như hình với bóng, CR7 vẫn có pha xử lý rất ngẫu hứng. Messi cũng đã từng gây sốt với pha truyền bóng không cần nhìn trong trận đấu tại Liên Quan. Thậm chí ở pha bóng này, M10 còn đang nằm sân sau khi bị đối thủ đổ ngã. Tuyệt kỹ kiến tạo cầu vòng. Thêm một tuyệt kỹ mà không phải cầu thủ nào cũng có thể thực hiện. Kiến tạo hình cầu vòng không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn đòi hỏi khả năng quan sát của các cầu thủ trên sân. Messi từng có pha kiến tạo cầu vòng đầy ấn tượng để Neymar ghi bàn thắng duy nhất giúp PSG giành chiến thắng 1-0 trước Brest ở vòng 7 Ligue 1 mùa giải 2022-2023. Đẳng cấp khác biệt, khó tin, tuyệt vời là những từ ngữ cộng đồng mạng dùng để mà nói về đường kiến tạo loại 10 của cầu thủ Leo dành cho đồng đội. Cũng tại Ligue 1, M10 thêm một lần nữa có pha kiến tạo cầu vòng hoàn hảo cho Mbappe ghi bàn trong trận đấu với Lille hồi tháng 8 năm 2022. Vừa rồi là 5 tuyệt kỹ kiến tạo ghi bàn cực đỉnh trong bóng đá. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.